Xin chào anh nhé. Tiếp theo clip này thì là đang test một con đẩy bãi cho máy khách hàng anh Trần Đức Đoan có địa chỉ khu Quỳnh Phú, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh nhé. Dòng đẩy DAE, DAE thì chất âm nó rất là hay, tiếng sáng. Đối với dòng đẩy bãi của DAE thì đời nó rất là cao. Đấy, dòng loa bãi thì lần trước em có về một lô thì bán cho thợ, loa bãi của DAE nó cũng rất là chất nhé. Thì với cái dòng cục đẩy này thì nó sử dụng là size 2U và mạch class H, tiếng rất là sáng nhé, tiếng rất là sáng. Nó rất là dày dặn này. Sơn của nó sơn sần này, các bác nhìn cái lòng của nó này. Đấy, sơn sần cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì các bác chơi khoảng 4 quả loa bát 40 côn 76 ấy nhá. Sản xuất ngày 18 tháng 10 12 tháng 10 năm 2018, đời rất là cao. Dòng này thì người ta dùng lướt thôi cho nên là cực đẹp này. Cả mạch class H mà nó xử lý tín hiệu bằng IC đó. Class H mà ra dây toàn dây kép này. Toàn dây kép hết này. Tiếng con này rất là hay. Class H thì nó không dùng nhiều sò như Class AB mới nhá. Với công suất như này, Class AB nó dùng nhiều sò lắm, nhưng Class H thì nó dùng vừa sò không nhiều. Đấy. Và tiếng ra rất là sáng, tiếng các bác có thể nghe chất âm nó rất hay. Đấy. Tiếng nó sáng và sạch và nó rất là sạch sẽ và chi tiết. Đây, quay số xe gì cho bác khách hàng này. Quả gió rất là mát mà êm ấy nhá. Đây là độ nhạy, còn là chiếc te này, chập kênh đây mới nhá, còn panel. Thì đường link còn ra loa, các bác sử dụng cọc loa các nút trích đều được. Tiếng rất là hay ấy nhá. Con này sử dụng 8 tụ. Tụ của nó là tụ 63V 12.000mi. Đây, tụ rất là to nhá. Máy còn đẹp. Giá là 4.500.000 nhá. Tiện em test các khách hàng thì quay toàn thể các bác theo dõi kênh bác nắm được, thì khi mua hàng tại cả nó dễ. Có nào đặt hàng thì liên hệ sớm nhá em. Đấy. Có nhìn toàn linh kiện cắm chân thôi. Linh kiện này thì kể cả có sửa chữa nó cũng dễ thôi nhá. Đấy, nhìn đẹp chưa? Ok, em xin chào các bạn ạ.